chỉ với các ngươi mà cũng xứng để cho Tần thiếu gia quỳ xuống hay sao? Cảnh sát các anh tới thật đúng lúc, cái tên này đã lấy trộm tiền của chị tôi, các anh hãy mau bắt hắn lại đi, loại người này nhất định phải đem ra bắn bỏ, nhất định không được tha cho hắn dễ dàng như thế. Người phụ nữ này thật đẹp, cô ấy là ai, không ngờ lại có người đẹp hơn cả chị của mình. Tô tiểu thư, tổng tài tập đoàn Cẩm Thịnh Tô Thiến Tuyết, vợ cũ của Tần thiếu gia. Cô có ý gì vậy? Cô nói Tần thiếu gia đã lấy trộm tiền của cô. Không sai, tiền hắn ta mua xe, mua nhà đều là lấy trộm từ chỗ của tôi cả đấy. Theo như điều tra của tôi, tài sản của Tô tiểu thư là 13 triệu. Tôi nói không sai chứ? Không sai, con gái tôi là tổng tài của tập đoàn Cẩm Thịnh. Tuổi đời còn trẻ mà đã sở hữu khối tài sản chục triệu rồi. Chứ không phải cái tên phế vật này có thể so sánh được. 10 triệu đấy. Nếu là như thế, phá án rồi, việc Tô tiểu thư bị mất tiền không liên quan gì tới Tần thiếu gia cả. Vị tiểu thư này, tôi không biết cô có lai lịch như thế nào, nhưng cô nói chuyện tốt nhất là nên lấy chứng cứ ra. Rất đơn giản, chiếc xe mà Tần thiếu gia dừng ở trước cửa, trị giá 14 triệu. Cô mua không nổi. Tần tiên sinh, vừa mới mua căn biệt thự số 1 của Hoa Viên Thiên Đô chúng tôi. Tin chắc rằng mọi người đều đã từng nghe qua truyền thuyết của căn biệt thự này. Nó là căn biệt thự trang viên hào hoa nhất của Trịnh Thành này. Trị giá 300 triệu. 300 triệu. Tôi cũng là lần đầu tiên nghe nói một người có thể bỏ ra 300 triệu để mua biệt thự sang trọng, lại đi lấy trộm khư khư 10 triệu. Không phải là tôi đánh giá thấp cô Tô tiểu thư, thật sự là chút tài sản đó của cô không bằng một số lẻ của số tiền mà Tần tiên sinh đã bỏ ra. Sao có thể được, hắn ta trước khi ly hôn với tôi chính là một tên phế vật, sao có thể có nhiều tiền đến thế? Việc này thì không phiền cô phải quan tâm rồi, tôi tốt bụng giúp cô điều tra qua một lượt. Em trai của cô Tô Hạo Vũ, một tuần trước đã nợ món nợ cờ bạc 10 triệu, hôm qua vừa mới thanh toán xong đấy. Tiền của cô đã đi đâu? Tôi nghĩ cô nên hỏi hắn ta thì hơn đấy, là em đã lấy trộm tiền của chị ư? Các anh cảnh sát, tôi bắt được bà Tô Liên Hoa và Tô Hạo Vũ tiên sinh, đã liên thủ giá họa cho Tần Chấn tiên sinh, với ý đồ lừa đảo 13 triệu nhân dân tệ. Đây là chứng cứ, phía bên tôi từ chối hòa giải, trực tiếp khởi tố. Chị, em mắc nợ cờ bạc, nếu như không trả tiền, bọn chúng sẽ giết chết em đấy. Chị hãy nghĩ cách đi, em không muốn ngồi tù. Con gái à, mẹ không hề biết gì cả đâu nhé, con phải cứu mẹ đấy, con gái. Tần tiên sinh, đây là món đồ của anh, cảm ơn. Xin hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Anh bây giờ là đang cố ý trả thù tôi đúng không? Chính bởi vì tôi ly hôn với anh, nên anh đã đem mẹ và em trai tôi đưa vào trong nhà tù. Anh thật ác độc. Tất cả những điều này đều là do bọn họ tự chuốc lấy. Tôi nói mà sao anh lại có thể đồng ý ly hôn với tôi nhanh chóng đến thế? Thì ra là đã bám váy người phụ nữ khác. Vị tiểu thư này, cô đừng để bị người đàn ông này lừa gạt đấy. Hắn ta chính là một gã ăn cơm nhão, một chút bản lĩnh cũng không có. Kết hôn với tôi 3 năm mà chỉ biết nấu cơm giặt áo. Chỉ là một tên hèn nhát vô dụng. Việc của chúng tôi thì không cần cô phải bận tâm rồi. Mẹ và em trai của cô vẫn còn đang đợi cô đấy. Tần Chấn, chúng ta chỉ vừa mới ly hôn là anh đã bám váy người phụ nữ khác rồi. Anh không thấy có lỗi với tôi ư? Tô Thiến Tuyết, khi chúng ta còn chưa ly hôn, cô đã ở bên cạnh của Cao Dương rồi. Cô không thấy có lỗi với tôi ư? Tôi là vì sự nghiệp của mình nên mới làm thế. Nói tóm lại, không giống như anh. Hy vọng Tần thiếu gia đừng trách tội tôi đã tự đưa ra quyết định. Sao cô lại tới đây rồi? Phu nhân căn dặn tôi một việc, tôi tới để hỏi qua chủ ý của anh. Được, về công ty rồi nói. Đồng sự trưởng, phu nhân đã thu mua lại tập đoàn Đế Hào, đồng thời khởi động dự án Hoan Lạc Cốc, cần phải đầu tư nguồn vốn 1,5 tỷ. Cần có anh để xác nhận địa điểm khai thác của dự án. Chỗ này đi, được, tôi lập tức đi sắp xếp việc phá bỏ và di rời. Đúng rồi đồng sự trưởng, Trịnh Thành cùng với các công ty kiến trúc liên quan đều đang muốn giành lấy dự án này. Đại sảnh bên dưới đã tụ tập rất nhiều người, anh có muốn xuống dưới xem qua hay không? Không gặp, việc này sẽ giao cho cô toàn quyền xử lý. Vâng, yến tiệc của ngày tới, một là công bố thân phận của anh, hai là xác định đối tác hợp tác của dự án Hoan Lạc Cốc. Ừ. Thư ký Lâm, cô nói xem chúng ta có thể thành công hay không? Tập đoàn Đế Hào vừa mới đổi chủ thì đã ném ra ngoài một dự án lớn lên tới 1,5 tỷ. Tập đoàn Cẩm Thịnh chúng ta
Cho dù là chỉ lấy được một chút dư thừa bên lề, cũng đủ cho chúng ta kiếm lời số tiền lớn rồi. Cô tuổi đời còn trẻ mà đã thành lập tập đoàn Cẩm Thịnh. Tập đoàn Đế Hào nhất định có thể nhìn thấy được sự ưu tú của cô. Nếu như chúng ta có thể hợp tác với tập đoàn Đế Hào, vậy tập đoàn Cẩm Thịnh sẽ có thể một bước lên mây. Tần Chấn, anh quả thực là âm hồn bất tán đấy. Không ngờ lại theo tôi theo tới tận tập đoàn Đế Hào. Tần Chấn, Tô Tổng của chúng tôi đã ly hôn với anh rồi. Tôi biết là anh không cam tâm. Dù sao thì Tô Tổng của chúng tôi, tổng tài tập đoàn sở hữu khối tài sản chục triệu, còn anh chỉ là một tên vác gạch thối tha. Nhưng sự thật chính là như thế, anh vẫn là nên sớm nhận rõ hiện thực đi. Tôi biết là anh muốn nói gì. Anh đeo bám theo tôi như thế, chẳng qua chỉ là muốn tái hôn với tôi thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Tôi chỉ là muốn nói, tôi không phải tới đây để tìm cô. Đừng giả vờ nữa, từ sau khi chúng ta ly hôn, anh luôn gây phiền phức cho tôi. Trước tiên là cố tình tìm một người phụ nữ để cùng anh diễn một vở kịch, để tôi ghen tuông. Sau đó lại đem mẹ và em trai tôi tống vào tù, muốn tôi cầu xin anh để có thể mượn cớ đề xuất yêu cầu tái hôn. Một người đàn ông đầy ý đồ xấu xa như anh, tôi sẽ không để cho anh toại nguyện đâu. Tô Tổng của chúng tôi sắp sửa hợp tác với tập đoàn Đế Hào rồi. Tới khi đó cả Trịnh Thành này đều phải ngửa mặt nhìn lên tư thế của Tô Tổng chúng tôi. Với thực lực và dung mạo của cô ấy, được định sẵn là sẽ đứng trên đỉnh cao, được vạn người kính trọng. Còn anh chỉ là một người bình thường không có nghề ngỗng gì trong tay. Anh hoàn toàn không xứng với Tô Tổng chúng tôi, chỉ trở thành vết nhơ của cô ấy mà thôi. Cô cũng là tới cầu xin dự án của Hoan Lạc Cốc ư? Anh quả thực là có ý đồ xấu xa đấy. Không ngờ lại điều tra thâm sâu đến thế. Anh đi theo tôi tới đây là muốn phá hoại từ bên trong đúng không? Tần Chấn, làm người có thể không có bản lĩnh, nhưng không được nhơ nhớp. Hôm nay anh nhất thiết phải dọn ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ đem đồ đạc của anh ném hết ra ngoài. Chẳng làm gì cả mà lại bị mắng té tát, thật là oan uổng quá đi. Tô Thiến Tuyết, đợi tới yến tiệc ngày mai thì cô sẽ biết tất cả mọi thứ. Cuối cùng tôi cũng biết dụng tâm khổ sở của Tần phu nhân rồi. Cái gì? Tần phu nhân nói qua, yếu điểm lớn nhất của anh chính là quá trọng tình cảm. Rất hiển nhiên, tình cảm này của anh đã đặt sai người rồi. Tần Chấn, sao anh lại ở đây? Chẳng phải là cô yêu cầu tôi dọn đồ đạc đi trong tối nay hay sao? Tần Chấn, Cao Dương đã nói với tôi rồi, đều là bởi vì anh đã đắc tội với tập đoàn Đế Hào, nên trước đó chúng tôi mới bị đuổi ra ngoài. Rất có thể là bởi vì anh, ngay cả hợp tác với tập đoàn Đế Hào tôi cũng không thể lấy được. Cô tin tưởng cái tên Cao Dương đó đến thế ư? Tôi không tin vào Cao Thiếu, người có thể giúp được tôi. Chẳng lẽ lại đi tin vào một tên phế vật là gánh nặng của tôi hay sao? Anh liên lụy tôi, không thể tham gia vào yến tiệc của tập đoàn Đế Hào. Tôi chỉ có thể đi cầu xin Cao Thiếu, nếu không anh biết là tôi sẽ bị tổn thất bao nhiêu hay không? Tôi chính là đồng sự trưởng của tập đoàn Đế Hào, có tôi ở đây cô hoàn toàn không cần đi cầu xin người khác. Chẳng phải là cô muốn đi tới yến tiệc của tập đoàn Đế Hào hay sao? Nể mặt tình cảm ngày xưa của chúng ta, đây là thiệp mời của yến tiệc ngày mai. Anh là đồng sự trưởng của tập đoàn Đế Hào ư? Vậy chi bằng anh nói anh là Ngọc Hoàng Đại Đế đi. Đã đến lúc nào rồi mà anh còn lấy cái thứ này ra để lừa gạt tôi? Anh có biết người khác cười nhạo tôi như thế nào hay không? Người khác đều nói Tô Thiến Tuyết tôi đã gả cho một tên phế vật. Tôi và anh kết hôn 3 năm, anh đã lãng phí 3 năm tuổi thanh xuân của tôi rồi. Bây giờ tôi với anh ly hôn rồi, tôi vẫn còn phải chịu bị anh liên lụy. Anh chính là vết nhơ trong cuộc đời tôi. Anh dựa vào đâu mà lấy hình của tôi? Anh không xứng. Chúng ta vẫn còn chưa nhận chứng nhận ly hôn, anh nói vậy là có ý gì? Tôi biết rồi. Anh chính là muốn dùng cái thứ này để lừa gạt tôi. Để tôi không ly hôn với anh ư? Chúng ta ly hôn đi, anh muốn ly hôn với tôi ư? Anh muốn ly hôn với tôi ư? Chẳng phải là cô muốn đi yến tiệc của tập đoàn Đế Hào hay sao? Tôi cho cô toại nguyện, xem như là bù đắp cuối cùng của tôi cho cô. Bản lĩnh không có, kỹ thuật bốc phét lại càng cao tay rồi. Tôi biết, bây giờ tôi có nói gì thì cô đều không tin. Vốn dĩ nghĩ rằng ngày mai có thể thẳng thắn nói tất cả với cô. Thật đáng tiếc cô đã không cho tôi cơ hội này. Nếu như cô muốn ly hôn,
Tôi trả tự do cho cô. Chúng ta đi tới cục dân chính đi. Tần Chấn, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta đã chính thức ly hôn rồi. Tôi hy vọng anh sau này đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Thiến Tuyết, bố mẹ anh vẫn còn đang ở nhà, chờ đợi được nhìn thấy con dâu tương lai đấy. Lên xe đi. Cái tên phế vật này cũng xem như là tự biết thân biết phận đấy. Biết mình không xứng với Thiến Tuyết nên ly hôn với cô ấy. Thiến Tuyết sắp sửa được gả vào trong Cao gia của tao rồi. Còn sinh hạ cho tao một đứa con mập mạp đấy. Còn mày, ngay cả tư cách tham dự vào hôn lễ của chúng tôi cũng không có, nửa đời sau còn lại của mày hãy chờ đợi bị độc thân đi nhé. Tần thiếu gia, giờ trò gì thế? Tần thiếu gia, đây là vị hôn thê mà tôi giúp anh lựa chọn. Lần này nhất định phải thật sáng mắt, đừng tưởng lầm mắt cá là trân châu đấy. Cô nói vậy là có ý gì? Tần Chấn, những phụ nữ này là ai? Anh đang sỉ nhục tôi đó ư? Tô tiểu thư muốn xin một ly rượu hỉ để uống, Tần thiếu gia của chúng tôi tự nhiên sẽ hoan nghênh. Dù sao thì, chúng tôi không giống như ai đó, cái thứ xuất thân từ môn hộ nhỏ nhoi, bùn xìn, như một lão thái thái vậy. Cô dám nói tôi ư? Tôi là thiếu gia Cao gia, cô dám mắng tôi ư? Cô không cần mạng nữa đúng không? Cao gia có là cái thá gì? Cô, cái thứ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cô, phối với anh ấy. Đề cao rồi. À, đàn bà đó rốt cuộc là ai? Dám sỉ nhục mình đến thế? Đợi mình điều tra ra được rồi, nhất định sẽ bắt cô ta quỳ xuống cầu xin. Và còn cả cái tên họ Tần đó nữa. Tưởng là bỏ tiền ra mời một đám diễn viên thì có thể áp đảo được tôi. Cái thứ phế vật vô dụng. Cao thiếu, thiệp mời của tập đoàn Đế Hào có thể làm giả hay không? Em hỏi cái này để làm gì? Thiệp mời của tập đoàn Đế Hào đều có dấu đỏ đặc biệt của riêng nó, hoàn toàn không thể làm giả được. Hôm nay chiếc xe tới đón Tần Chấn có biển số xe của tập đoàn Đế Hào. Thiệp mời của tập đoàn Đế Hào đều có dấu đỏ đặc biệt của riêng nó, hoàn toàn không thể làm giả được. Tần Chấn, quả nhiên là anh đang lừa tôi. Cái gì mà đồng sự trưởng tập đoàn Đế Hào, quả thực là toàn những lời quỷ quái. Đồng sự trưởng, yến tiệc chuẩn bị cho anh sắp sửa được bắt đầu rồi, chúng ta vào trong đi. Được. Xin hãy đưa ra thiệp mời. Bổn thiếu gia còn thiếu của ngươi hai tấm thiệp mời hay sao? Tần Chấn, hai cái tên phế vật này còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi, muốn chết à? Hai cái tên phế vật này còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi, muốn chết à? Cô lại đánh tôi. Kẻ bất kính với thiếu gia, vả miệng. Hôm nay ông sẽ cho cô biết kết cục của kẻ dám đánh ta. Mày muốn chết à, Tần Chấn? Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, xin đừng gây ồn ào, nếu không hủy bỏ tư cách tham dự. Tần Chấn, anh tới đây làm gì? Các ngươi không có thiệp mời hoàn toàn không thể vào trong được. Đây là yến tiệc đặc biệt được tổ chức để chào đón tân đồng sự trưởng tập đoàn Đế Hào thượng nhậm đấy. Hai người các ngươi, một người là kẻ nghèo hèn vác gạch, một người là kẻ có lai lịch bất minh, e rằng thiệp mời của yến tiệc là gì cũng không biết rồi đúng không? À đúng rồi, chẳng lẽ anh muốn cầm theo tấm thiệp mời được làm giả này để lẻn vào bên trong ư? Tôi cũng muốn xem thử người của tập đoàn Đế Hào có để cho anh vào trong hay không. Đây là thiệp mời đặc biệt do đích thân đồng sự trưởng đóng dấu. Anh nói đây là thiệp mời
Do đích thân đồng sự trưởng tập đoàn Đế Hào đóng dấu ư? Đúng vậy, thiệp mời đặc biệt chỉ có một tấm, hơn nữa còn là dấu xanh. Mời vào. Sao cô lại có thiệp mời đặc biệt, hơn nữa còn đem cho hai tên phế vật này? Cô có biết thiệp mời đặc biệt tượng trưng cho điều gì hay không? Có được cái này, việc chúng ta muốn hợp tác với tập đoàn Đế Hào là việc dễ như trở bàn tay. Tấm thiệp mời đó là Tần Chấn đã cho tôi đấy. Sao có thể được? Tần Chấn, rốt cuộc anh là ai? Rốt cuộc anh đã giấu tôi chuyện gì? Tôi là Tần Chấn, bấy lâu nay luôn là thế. Yến tiệc lần này là do tập đoàn Đế Hào tổ chức. Tập đoàn Đế Hào vào cách đó không lâu vừa mới đổi chủ. Tin chắc rằng các vị đang có mặt ở đây cũng giống như tôi, đặc biệt tò mò. Chúng ta sắp sửa có thể gặp được Sở Lăng Phi rồi. Bấy lâu nay cô ấy luôn là thần tượng của em. Một tài nữ kỳ diệu như thế, không biết một người như thế nào mới xứng đáng làm phu tế của cô ấy. Sở Lăng Phi từ Kinh Thành đi tới Trịnh Thành, vậy thì chứng tỏ Trịnh Thành nhất định có thứ mà cô ấy muốn. Chỉ cần chúng ta bám sát theo bước chân của cô ấy, muốn có tiền, đó chẳng phải là cực kỳ nhẹ nhàng hay sao? Không sai, từ sau khi Sở Lăng Phi được 22 tuổi thì tiếp quản Sở gia, mỗi một lần đầu tư của cô ấy đều chưa bao giờ lỗ vốn cả. Chỉ là không biết rốt cuộc thì Trịnh Thành có chỗ nào thu hút được cô ấy. Hôm nay trước khi anh tới yến tiệc này, bố anh đã đặc biệt căn dặn, nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với cô ấy. Cao gia chúng ta có thể được lên sàn hay không là dựa cả vào cô ấy đấy. Cao gia chúng tôi có thể lên sàn hay không phải dựa vào cô ấy rồi. Tần Chấn, tuy chúng ta đã ly hôn rồi, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở anh, lần này người tới tham dự yến hội đều là đại nhân vật của Trịnh Thành, còn có cả Sở Lăng Phi của Kinh Thành, vượt xa sự tưởng tượng của anh đấy. Tôi khuyên anh, vẫn là nên trốn ở phía sau lưng tôi, mà ngoan ngoãn một chút, đừng tới lúc đó gây ra chuyện lớn, anh lại làm liên lụy tới tôi. Tần Chấn chính là chồng cũ bất tài hèn nhát đó, của Tô Tổng ư? Xem ra Tô Tổng đối với chồng cũ của mình vẫn là chưa dứt tình cũ rồi. Ngay cả yến tiệc của Đế Hào cũng dẫn theo hắn ta tới. Tần Chấn, tên phế vật nhà ngươi, có lẽ cũng đã bị danh hiệu cô nãi nãi Sở Lăng Phi của ta dọa cho sợ chết khiếp rồi đúng không? Con tiện nhân, mày cười gì hả? Vậy bây giờ hãy để chúng ta nhiệt liệt chào mừng cô Sở Lăng Phi bước lên sân khấu. Cô Sở Lăng Phi bước lên sân khấu. Tôi cười là bởi vì tôi không có đứa cháu xấu xí giống như ngươi. Cô là Sở Lăng Phi ư? Cô là đồng sự trưởng của tập đoàn Đế Hào ư? Xin lỗi, khiến các ngươi hiểu lầm rồi. Đồng sự trưởng của tập đoàn Đế Hào là một người khác. Tôi chẳng qua chỉ là thư ký của anh ấy mà thôi. Có thể khiến cho Sở Lăng Phi, nữ vương thương nghiệp, làm thư ký cho mình. Vị đồng sự trưởng này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Con cháu Cao gia đức hạnh không tốt, cần phải chịu trả giá. Bố, alo, tao hỏi mày, mày ở bên ngoài đã gây họa gì cho tao vậy? Bây giờ tập đoàn Đế Hào không tiếc phải trả giá như thế nào cũng phải phong sát Cao gia chúng ta. Rốt cuộc thì mày đã đắc tội với ai ở bên ngoài vậy hả? Bố, không phải con, là Sở Lăng Phi. Cái gì? Sở Lăng Phi mà mày cũng dám đắc tội ư? Hôm nay mà không cầu xin được cô ấy tha thứ thì hãy chờ đợi Cao gia phá sản đi. Tiêu rồi, Cao gia của mình tiêu thật rồi. Cao gia của mình tiêu thật rồi. Tô Thiến Tuyết, bây giờ thì cô có hối hận hay không? Tần Chấn, anh không cần vì trả thù tôi mà tiếp cận quyến rũ Sở Lăng Phi. Anh như thế chỉ tổ khiến tôi càng xem thường anh mà thôi. Tôi biết anh căm hận tôi ly hôn với anh, nhưng tôi không hề cảm thấy bản thân đã làm sai việc gì cả. Do đó ý của cô chính là ngoại tình trong hôn nhân, người sai vẫn là tôi ư? Tôi không muốn tranh luận những việc này với anh, bởi vì không có ý nghĩa. Nhưng mà anh đem người phụ nữ khác dẫn tới trước mặt tôi, diệu võ dương oai, anh có tôn trọng tôi hay không? Tôn trọng cô ư? Vậy còn Cao Dương đó thì sao? Khi chúng ta vẫn còn chưa ly hôn là cô đã đeo bám theo cái tên Cao Dương đó, cô có tôn trọng tôi hay không? Tóm lại tôi đều là vì muốn tốt cho anh cả. Tôi khuyên anh hãy tránh xa Sở Lăng Phi ra. Người phụ nữ này hoàn toàn không phải là người mà anh có thể kiểm soát được. Thân phận cô ấy tôn quý,
Sao có thể nào lại thích anh kia chứ? Đối với anh, chắc chắn chỉ là chơi bời qua đường mà thôi. Tô Thiến Tuyết, cô dựa vào đâu mà tự cho mình cao cao tại thượng để xem thường tôi vậy hả? Cô dựa vào đâu mà tự cho mình cao cao tại thượng để xem thường tôi vậy hả? Vậy anh có bản lĩnh gì mà khiến tôi phải xem trọng anh hả? Anh hãy nhìn xem những người đang có mặt ở đây có ai là không có bản lĩnh hơn anh hay không? Tôi là tổng tài của tập đoàn Cẩm Thịnh, Sở tiểu thư tuổi đời còn trẻ mà đã là nữ vương thương nghiệp. Càng không cần phải nói, người trông giống như đồng sự trưởng tập đoàn Đế Hào. Một nhân vật tồn tại tựa như một thần tiên, so với anh rõ ràng là khác xa một trời một vực. Anh và những người ở đây đều không ở cùng trong một đẳng cấp. Anh có hiểu hay không vậy? Đồng sự trưởng tân nhậm của tập đoàn Đế Hào là... Đồng sự trưởng tân nhậm của tập đoàn Đế Hào, Tần Chấn tiên sinh. Không thể nào. Tôi đã nói qua từ sớm rồi, cô phối với anh ấy, đề cao cô quá rồi. Chư vị, mọi người đều đã bị lừa rồi. Hắn ta chỉ là một tên lừa đảo mà thôi. Hắn ta chỉ là một tên lừa đảo mà thôi. Tào Đức Thắng, sao lại là ông ta chứ? Còn có cả cảnh sát nữa. Tào Tổng, khi nãy ông vừa mới nói gì vậy? Hai vị sĩ quan. Tôi là tổng tài của tập đoàn Đế Hào, Tào Đức Thắng. Tôi ở bên cạnh hai người này, đã nhẫn nhục phụ trọng, mai phục rất lâu rồi, cuối cùng đã thu thập được đầy đủ chứng cứ. Bây giờ tôi đứng ra làm chứng. Tần Chấn, mạo nhận là đồng sự trưởng của tập đoàn Đế Hào. Đây là chứng cứ được cung cấp bởi Tào Đức Thắng, tổng tài của tập đoàn Đế Hào. Tập đoàn Đế Hào được thu mua lại bởi tỷ phú thế giới là bà Tần Lan. Không sai, tập đoàn Đế Hào này chính là món quà ly hôn mà mẹ tôi đã tặng cho tôi. Anh có chứng cứ gì? Tôi có chứng cứ gì chứng minh mẹ tôi chính là mẹ của tôi ư? Tôi đi điều tra một lát. Tào Tổng, hôm nay nếu như không phải là ông đến kịp lúc, chúng tôi đều đã bị Sở Lăng Phi, cái con đĩ thối đó lừa gạt rồi. Đó là bởi vì các ngươi ngu ngốc. Một tên hèn nhát bất tài như Tần Chấn, ngay cả quét nhà vệ sinh hắn ta cũng không có tư cách, còn vọng tưởng muốn làm đồng sự trưởng. Phải, Tào Tổng, ông nói rất đúng. Phải, Tào Tổng, ông nói rất đúng. Cái con Sở Lăng Phi này không ngoan ngoãn ngồi ở kinh thành, còn chạy tới đây tranh quyền với ta. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Đúng lúc, ngày mai đem cô ta và Tần Chấn cùng tống hết vào trong ngục tù, để cho bọn chúng cả đời này đều không thể ra ngoài được. Tào Tổng, Sở Lăng Phi này nếu như bị đưa vào trong đó, vậy thì tập đoàn Đế Hào chính là sẽ do một mình ông quyết định mọi quyền hành rồi. Tới khi đó, vẫn hy vọng ông có thể đề bạt tôi nhiều đấy. Ha 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 ha. Tần thiếu gia, bên này. Tôi đã nói là anh sẽ không sao mà. Anh phải tin vào thực lực của mẹ anh đấy. Người có thể khiến cho Sở Lăng Phi tôi cam chịu làm công trên đời này cũng chỉ có một mình bà ấy. Cũng chỉ có một mình bà ấy. Đúng rồi, Tào Đức Thắng, anh dự định xử lý ông ta thế nào? Thông báo xuống dưới. Thứ nhất, lập tức bãi nhiệm vị trí tổng tài của Tào Đức Thắng trong tập đoàn Đế Hào. Thứ hai, điều tra cặn kẽ tất cả sổ sách đã qua tay ông ta trong thời gian tại nhiệm. Thứ ba, sau khi có kết quả xác thực, giao lại cho phía cảnh sát. Trước đây tôi luôn ở nước ngoài, do đó không rõ thân phận của cô. Có một câu hỏi tôi rất tò mò. Cô thân là nhất đại nữ vương thương nghiệp, tại sao lại cam tâm tình nguyện làm công cho mẹ tôi vậy? Bởi vì điều kiện mà Tần phu nhân đưa ra thật sự là quá cao. Nhưng tôi cảm thấy cô hoàn toàn không hề thiếu tiền. Thứ tôi cần là một con người. Suy nghĩ của người có tiền
Thật sự không thể hiểu nổi, đường đường là con trai của tỷ phú giàu nhất thế giới. Không ngờ lại còn ra ngoài đi vác gạch, cứ như thế đã vác suốt 3 năm. Trải nghiệm cuộc sống chăng? Tóm lại, tâm tư của người có tiền anh đừng có đoán. Ai ra, có một người mẹ là tỷ phú, quả thực là sướng cái thân đấy. Tập đoàn Đế Hào có giá thị trường lên tới 100 tỷ. Không ngờ chỉ là món quà được tặng ra một cách tiện tay. Hôm qua có một vị phú hào bí ẩn bỏ ra số vốn 100 tỷ thu mua lại tập đoàn Đế Hào. Tên húy của đồng sự trưởng này, tôi mà nói ra ngoài sẽ khiến các ngươi giật cả mình đấy. Do đó các ngươi gần đây tốt nhất là hãy bớt gây chuyện cho tôi, nếu không sẽ giống như cái bình hoa này. Khẩu hiệu của tập đoàn Đế Hào: muốn thành công hãy phát điên trước, bất chấp tất cả lao thẳng về phía trước. Liều một lần, giàu ba đời. Liều mạng thì mới không thất bại. Hôm nay ngủ sàn nhà, ngày mai làm ông chủ. Cố lên, cố lên, cố lên. Làm việc. Từ khi nào mà tập đoàn Đế Hào trở thành tổ chức bán hàng đa cấp vậy? Đây chính là doanh nghiệp xếp hạng cao nhất và là doanh nghiệp duy nhất có giá thị trường lên tới 100 tỷ của Trịnh Thành hay sao? Ha ha ha, khâm phục, thật sự khâm phục. Ha ha ha, khâm phục, thật sự khâm phục. Được đấy, mày còn dám vượt ngục ra ngoài, lập tức báo cảnh sát, đem hai vị này, tội phạm lừa đảo 100 tỷ, tống vào trong ngục tù một lần nữa. Tôi đã báo cảnh sát, hai tên ngu xuẩn tự chui đầu vào giọ, không ngờ lại dám mạo danh đồng sự trưởng của tập đoàn Đế Hào. Hai người hãy chờ đợi mà ngồi tù mọt gông đi. Tào Đức Thắng, ông đã bị sa thải rồi. Sa thải tao ư? Mày là cái thá gì mà dám sa thải tao? Có ai lại không biết danh hiệu của Tần Chấn mày? Chính là tên hèn nhát bất tài đệ nhất của Trịnh Thành. Mày có tin là bây giờ tao chỉ cần nói một câu, bảo đảm mày không thể kiếm sống được ở Trịnh Thành này. Mày còn dám ở đây phát ngôn ngông cuồng với tao à? Tôi không biết. Tôi lấy thân phận là đồng sự trưởng của tập đoàn Đế Hào thì có đủ tư cách hay không? Ha ha ha. Thằng nhóc mày nghèo tới mức phát điên rồi à? Mày có biết tập đoàn Đế Hào có giá thị trường bao nhiêu hay không? 100 tỷ đấy. Cả đời này của mày, số tiền lớn nhất mày từng sử dụng cũng sẽ không vượt quá 1.000 đồng nhỉ. Ha ha ha. Không sợ nói cho mày biết, người đã thu mua lại tập đoàn Đế Hào là tỷ phú giàu nhất thế giới, bà Tần Lan. Ông đoán thử xem tại sao tôi cũng họ Tần vậy? Hả? Đây là ban chỉ thân phận của đồng sự trưởng. Tại sao mày lại có nó? Đây là ban chỉ thân phận của đồng sự trưởng. Tại sao mày lại có nó? Bởi vì tập đoàn Đế Hào này là món quà mà mẹ tôi đã tặng cho tôi đấy. Không 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 thể nào. Đồng sự trưởng, tôi đã sớm nghe nói anh Minh Thần Vũ, tên ngu xuẩn Tào Đức Thắng, còn nói rằng người nào đắc tội với anh thì sẽ giống như cái bình hoa này. Tôi thấy đó, tội đáng muôn chết chính là ông ta đấy. Ai báo cảnh sát vậy? Là tôi báo cảnh sát đấy, nhưng đều là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi, ôi, đồng chí cảnh sát, đây không phải là hiểu lầm đâu. Cái tên này thân là tổng tài của tập đoàn Đế Hào, lợi dụng sự tiện lợi trong chức vụ của mình, thu lợi cá nhân, sử dụng công khoản 200 triệu. Lăng Phi, cái này là chứng cứ tham ô của Tào Đức Thắng. Dẫn đi. Ôi không, Tần Tổng, anh nghe tôi nói đã. Tần ra, anh tha cho tôi lần này. Anh bảo tôi làm cái gì đều được cả. Tần ra, tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi lần này. Này này, đợi một chút. Cái đó, anh nhớ là phải yêu cầu ông ta bồi thường cái bình hoa đó nhé. Đây là do ông ta đích thân đập vỡ đấy. Mọi người đều có thể làm nhân chứng. Tôi có thể chứng minh, tôi có thể chứng minh. Ừ.
À, Tần gia. Tần gia, tôi cầu xin anh đấy, tha cho tôi lần này đi. Tần gia, gia anh. Đồng sự trưởng, suốt trên đường đi anh cũng đã mệt rồi, tôi dẫn anh đi nghỉ ngơi nhé. Ngươi bị sa thải rồi. Mình đã bị tập đoàn Đế Hào sa thải rồi, mình tiêu rồi. Đây chính là đối tượng coi mắt mà mẹ tôi đã tìm cho tôi đó ư? Đây là thiết bị nghe lén mà Tần phu nhân căn dặn phải mang theo, vì để tránh việc anh coi mắt thất bại nên bà ấy muốn đi cùng với anh. Sau nửa tiếng nữa tôi sẽ tới đón anh. Rốt cuộc là mẹ tôi muốn làm gì vậy? Đợi khi anh quay trở về kinh thành rồi thì có thể đích thân hỏi bà ấy. Được rồi, tôi biết rồi. Chào cô. Tôi là đối tượng coi mắt của cô. Tôi tên là Tần Chấn. Anh chính là người có thể làm thay đổi số phận gia tộc của nhà tôi như lời bố tôi đã nói ư? Ăn mặc trông cũng rất được đấy. Cũng ổn. Cô cũng có gương mặt khá xinh xắn đấy. Đương nhiên, nếu như là tới coi mắt, có một số lời tôi cần phải nói thẳng. Anh có nhà không? Có xe không? Tiền lương bao nhiêu vậy? Nếu như là muốn cưới tôi, nhà và xe đều là thứ phải có. Nhà ở ngoại ô thì tôi không lấy đâu, ít nhất cũng phải trên 500 m². Còn xe ấy hả, quá rẻ tiền thì tôi cũng không lái đâu. Thật quá mất sĩ diện rồi, ít nhất phải trên 1 triệu. À đúng rồi, nhà và xe không được có vay nợ đâu nhé. Tôi không muốn sống cuộc sống mà sau này ở chung với anh phải cùng nhau trả nợ đâu. À tiền xính lễ thì tôi không cần nhiều. Đưa con số tròn, 1 triệu là được rồi. À đúng rồi, sau khi kết hôn, tôi không muốn sinh con đâu, quá ảnh hưởng tới thân hình rồi, dễ bị mất cân đối. Mỗi tuần, tôi còn cần phải đi với chị em tốt của tôi, tới hộp đêm một lần, anh không thể can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Này, tôi quên hỏi rồi, anh làm công việc gì vậy? À cái đó, tôi vác gạch đấy. Vác gạch ư? Anh vác gạch, mà tới coi mắt với tôi làm gì? Tôi, anh cái gì mà anh vác gạch thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Một tháng có thể kiếm được 8.000 hay không? Có biết mỹ phẩm trang điểm trên mặt tôi mỗi tháng cũng phải tốn 30.000 đấy. Một kẻ nghèo hèn như anh có thể lấy ra được hay không? Kẻ nghèo hèn mà còn tới coi mắt, thật làm lầm lỡ thời gian của người ta. Cô không thể nghe tôi nói xong hay sao? Không thể. Tôi nói cho anh biết, việc coi mắt của chúng ta hôm nay kết thúc rồi. Còn nữa, việc chúng ta hôm nay đã từng coi mắt, anh không được nói lại với người khác biết. Tôi thấy mất mặt. Cũng không biết anh đã dùng thủ đoạn gì lừa gạt bố của tôi. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, giữa anh và tôi tuyệt đối không thể nào. Khốn nạn, cái thứ đồ tham tiền. Anh dám mắng tôi ư? Không phải tôi, là mẹ tôi. Được đấy, còn là một người đàn ông bám váy mẹ nữa. Anh đừng giả vờ nữa. Hôm nay tới coi mắt với tôi, chẳng phải là bởi vì thấy tôi xinh đẹp còn gì, còn tỏ vẻ thanh cao gì chứ. Còn không mau cút đi, tôi đang đợi xe tới đón tôi. Xe ư? Loại người như anh mà còn có xe ư? Có khi nào là chiếc xe tải dùng để chuyển gạch đó chứ? Thật nực cười. Oa, wow. Chiếc xe này thật sang trọng. Nhìn thấy chưa, đây mới là xe sang mà đàn ông thật sự nên lái đấy. Tần thiếu gia, căn biệt thự số 1 ở Hoa Viên Thiên Đô mà anh vừa mới mua đã được quét dọn sạch sẽ rồi, tôi tới đón anh qua đó. Hoa Viên Thiên Đô ư? Biệt thự số 1 ư? Căn biệt thự mà cô nói có phải là căn biệt thự số 1 trị giá 300 triệu đó hay không? Tần phu nhân, sao lại tìm cho anh một đối tượng coi mắt xấu xí như thế chứ? Người nào đứng bên cạnh thư ký sở đều sẽ tự cảm thấy xấu hổ đấy. Này, anh Tần Chấn, em khi nãy đều là nói đùa thôi mà,
tùy miệng nói ra đừng xem là thật chứ. Thật ra em cảm thấy có tiền hay không có tiền đều không sao cả. Chỉ cần người tốt là được rồi. Em cảm thấy hai chúng ta cũng rất hợp nhau đấy. Nhưng mà tôi thích trẻ con. Cô lại không thể sinh. À, sinh em có thể sinh. Sinh cả 10.000 đứa cũng được. Ờ, hơn nữa, sau này em tuyệt đối không ra ngoài chơi bời. Việc nhà em bao trọn gói, bảo đảm sẽ hầu hạ anh. Vô cùng thoải mái đấy, sao hả? Tôi cảm thấy cô không xứng. Anh Tần Chấn, anh đi đâu vậy? Này, em đi cùng với anh. Này này. Ai ra anh Tần Chấn. Tần Đồng Sự Trưởng, sáng ngày mai, tôi tới đón anh đi tới tập đoàn Đế Hào. Được. Tiêu. Tần Chấn. Thiến Tuyết ly hôn với anh rồi, anh tới tìm tôi để nhờ vả cầu xin ư? Tiêu Tiêu, sao cô lại ở đây? Anh đừng giả vờ nữa, anh là cố tình hỏi thăm được tôi đang làm việc ở đây, nên mới chạy tới đây đúng không? Mà này, tôi phải nhắc nhở anh một câu đấy. Tôi đó, thân là bạn thân nhất của Thiến Tuyết. Tôi không thể nào để cho cô ấy nhảy vào trong hố lửa của anh thêm một lần nữa đâu. Tôi không thể nào để cho cô ấy nhảy vào trong hố lửa của anh thêm một lần nữa đâu. Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải vì Thiến Tuyết mà tới tìm cô đâu. Xem ra những gì trước đó tôi đoán đều đúng cả. Cái gì? Anh đã sớm để mắt tới tôi rồi đúng không? Chả trách mỗi lần tôi đi tìm Thiến Tuyết anh đều có mặt. Muốn cho tôi được nhìn thấy sự tồn tại của anh. Vừa mới ly hôn với Thiến Tuyết là đã lập tức chạy tới đây tìm tôi rồi. Anh quả đúng thực là một gã đàn ông bội bạc đấy. Đừng có đeo bám theo tôi nữa. Tôi không thể nào để mắt tới loại người hèn nhát bất tài như anh đâu. Cần tiền không có tiền, cần quyền không có quyền. Tôi nhìn thấy anh là cũng cảm thấy xui xẻo rồi. Tôi đó, sống chung một nhà với Thiến Tuyết. Do đó khi cô đi, tìm cô ta tôi đều có mặt. Anh đừng có giảo biện nữa. Tôi đã sớm phát hiện ra anh đang lén lút nhìn trộm tôi rồi. Nếu không anh tới nơi đây làm gì? Tôi là chủ nhà ở đây. Ha ha ha. Anh đừng có nói năng sằng bậy đấy. Nơi đây là khu biệt thự hào hoa nhất của Trịnh Thành. Căn biệt thự rẻ nhất cũng phải 60 triệu một căn đấy. Căn biệt thự số 1 đắt tiền nhất trị giá 300 triệu. Chỉ với anh, anh ngay cả cái chuồng chó ở trong vườn nhà này cũng không mua nổi đấy. Anh ngay cả cái chuồng chó ở trong vườn nhà này cũng không mua nổi đấy. Này, không theo đuổi được tôi là anh lại nổi giận lên ư? Anh có còn là đàn ông hay không vậy? Anh có tin là tôi yêu cầu bảo vệ ở đây, đánh anh ra ngoài hay không? Đây là khóa của sử dụng chế độ hệ thống tên thật. Muốn vào trong, đừng hòng. Ai ra, chào mừng chủ nhân căn biệt thự số 1 về nhà. Chúc anh có cuộc sống vui vẻ. Thật ngại quá, tôi thật sự có thể vào trong được đấy. Cái thiết bị này bị hư rồi hay sao vậy? Này, Tần Chấn, tôi dẫn đường cho anh. Ai ra. Bận rộn cả ngày, đúng lúc đói rồi. Hoa viên Thiên Đô nổi tiếng nhất chính là phục vụ ẩm thực ở đây. Đúng lúc có thể đi thưởng thức. Nhanh nhanh nhanh, chủ nhà của căn biệt thự số 1 đã tới rồi. Dẫn theo tất cả mọi người tới đây. Chúng ta nhất định phải thể hiện ra được mặt nhiệt tình của ban quản lý Thiên Đô này, để cho chủ nhân tôn quý của chúng ta cảm nhận được cảm giác vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, tươi vui như mùa xuân hoa nở. Ừ, được. Tiêu Tiêu, ôi. Ủa, giám đốc, sao cô lại ở đây vậy hả? Đang lởn vởn cái gì vậy? Có phải không muốn làm không? Không phải đâu giám đốc, không muốn nói thì nói thẳng. Biết bao người tranh nhau muốn tới làm việc ở bất động sản Thiên Đô chúng tôi. Những người học vấn cao, ngoại hình đẹp, lý lịch tốt, rất nhiều. Chúng tôi tha hồ chọn. Này, tôi không biết hồi đó là ai tuyển cô vào đây vậy? Ngu như heo thì thôi bỏ qua, mà thái độ làm việc còn lười nhác như vậy. Tôi tới là để tìm chủ biệt thự số 1. Có phải cô đắc tội với chủ doanh nghiệp cao quý đó rồi không? Tôi, sao tôi lại? Cô đã bị sa thải. Nếu chủ doanh nghiệp đó vì cô mà nảy sinh ra cách nhìn không tốt về bất động sản Thiên Đô chúng tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự, truy cứu đến cùng. Tôi là bạn gái của anh ấy. Người không chớp mắt lấy một cái chi 300 triệu tệ mua một căn biệt thự, là bạn trai của cô sao? Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Anh ấy sắp cưới tôi rồi.
Tiêu Tiêu có được mối quan hệ này, sao cô không nói sớm thế? Con nhỏ này đúng là khiêm tốn. Ha ha ha, ây ra Tiêu Tiêu. Bất động sản Thiên Đô chúng ta có cô, đó cũng là một điều rất may mắn. Đó cũng là một điều rất may mắn. À, được Tiêu Tiêu, đi chúng ta cùng nhau đi gặp bạn trai cô. Chắc là Tần Chấn không đến mức không nể mặt mình. Một chút nào đâu nhỉ, dù gì mình cũng là bạn thân của vợ cũ anh ta. Đi thôi, mời mời mời. Ê, nhìn thấy người đàn ông đó chưa? Vừa nhìn là biết họ hàng nghèo của một chủ doanh nghiệp nào đó. Tới đây ăn trực. Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người một mình tới khách sạn Thiên Đô ăn cơm. Cô nói xem chủ doanh nghiệp nào mà sau lưng không có vài vệ sĩ giúp việc thư ký. Chị Quyên, chị nói như vậy không được hay cho lắm. Chúng ta chỉ cần phục vụ tốt là được rồi. Tùy tiện suy đoán thân phận của khách hàng là chuyện không lịch sự. Ái chà, cô cũng lịch sự quá nhỉ. Vậy cô đi tiếp khách đi. Tiên sinh, ngài muốn dùng gì ạ? Chỗ các cô có món đặc trưng gì? Có thể đề xuất không? Tiên sinh, tôi gợi ý cho ngài gọi món miến trứng tôm. Mặc dù không phải món đặc trưng của chúng tôi, nhưng nó rất ngon. Còn món nào khác không? Tiên sinh, ngài có thể gọi món củ sen sao? Một món mặn một món chay, vừa hay đủ một người ăn. Như vậy tính ra bữa ăn này là 1.665 tệ. Cái gì? Tiên sinh, đây đã là món rẻ nhất trong tiệm chúng tôi rồi. Ây da, đồ ăn rẻ như vậy mà còn không có tiền ăn, mà cũng không biết xấu hổ, tới chỗ chúng tôi tiêu dùng. Có vài người trước khi vào cửa, cũng không biết nhìn xem, bậc cửa cao hay không, bản thân có đủ tư cách hay không. Cô là đang nói tôi à? Tôi cũng không có nói anh. Nhưng nếu như anh cứ muốn tự nhận, vậy thì tôi cũng không có cách nào. Dẫu sao, người tiêu dùng chỗ chúng tôi đều là những nhân vật cao cấp chất lượng cao. Khác xa so với anh. Chị Quyên, đừng nói nữa, sao thế? Phồng má giả làm người mập, còn không cho người khác nói à? Không có tiền thì anh đi ăn quán vỉa hè đi, đừng ở đây lãng phí thời gian của chúng tôi. Với hai món mà anh ta gọi, tiền hoa hồng còn không nhiều bằng nước miếng cô lãng phí với anh ta. Cô là đang nói tôi không có tiền ăn à? Tôi nói sai sao? Hai món rẻ nhất ở đây mà anh còn chê đắt. Này, nhìn thấy chai rượu vang này chưa? Cái này cũng là rượu mà khách quý do tôi phục vụ gọi đấy. Một chai 88.888 tệ. Sợ rồi chứ? Tôi muốn nói, cái này cũng hơi rẻ quá. Món trứng cá muối đẳng cấp này là món đặc trưng của chỗ cô phải không? Tiên sinh, món trứng cá muối này 1 gram 100 tệ, bán 10 gram trở lên. Muốn giả làm con nhà giàu cũng phải xem có cái thực lực đó không. Thế này đi, lấy cho tôi nửa ký. Tiên sinh, trứng cá muối này là bán theo gram, ngài muốn mua nửa ký thì phải bao nhiêu tiền chứ? Ây da, không nhiều, không nhiều chút nào. Còn có món cá đỏ dạ hướng thiên này, 100.000 tệ một con phải không? Lấy cho tôi một con. À, bào ngư ướp lạnh rượu sake, lấy cho tôi 3 con. À, tôi thích ăn món cua thiên hà này, cũng lấy 3 con cho tôi. Ốc khổng lồ này ngon, cho tôi 2,5 ký. À, thêm 2 món khi nãy cô nói, và cả chai rượu trong tay cô ta, lên món hết cho tôi. Nhớ rồi chứ? Mấy món này tổng cộng là 501.100 tệ. Anh có tiền không? Đầu óc cô cũng giỏi quá nhỉ. Tính toán nhanh thật đấy. Tiếc là thị lực không được tốt. Anh nói tôi mắt mù à? Chỗ chúng tôi là thanh toán trước dùng bữa sau. Hơn nữa tập thể an ninh của chúng tôi là cấp thế giới. Muốn ăn quỵt, anh phải xem bản thân có hai cái mạng hay không. Anh phải xem bản thân có hai cái mạng hay không. Quẹt thẻ đi, không có mật khẩu. Quẹt thẻ thành công, đã thanh toán 501.100 tệ.
chúc ngài dùng bữa ngon miệng. Đại gia này ở đâu ra vậy? Một bữa ăn mà chi hết hơn 500.000 tệ. Tiên sinh, ngài là chủ doanh nghiệp của biệt thự số 1 sao? Là chủ doanh nghiệp chi hẳn 300 triệu tệ, mua căn biệt thự số 1 sao? Được rồi, tôi đói rồi, mau lên món đi. Vâng thưa tiên sinh, ngài đợi một lát. Do ngài là khách hàng cao quý, tôi cần phải xin chỉ thị của giám đốc. Dạ. Ây da. Tiên sinh, ngài đúng là khách hàng hào phóng nhất mà tôi từng nhìn thấy. À thì, có tiện để lại phương thức liên lạc không? Lần sau ngài muốn ăn gì trực tiếp nói với tôi, không phiền ngài chạy một chuyến tới đây nữa, tôi sẽ trực tiếp mang đến tận nhà cho ngài. Phục vụ tận nơi cũng là một dạng phục vụ đặc biệt đi kèm. Xấu quá, ảnh hưởng tới cảm giác ngon miệng của tôi. Hơn 500.000 tệ, doanh số của đơn này bằng tiền lương một năm của mình rồi. Đúng là dễ dàng cho con nhỏ ngu ngốc đó quá. Giám đốc, anh mau xem menu này. Tiểu Kiều, cô không thấy tôi đang bận à? Chẳng phải chỉ là một menu thôi sao? Chuyện này còn cần phiền đến tôi à? Giám đốc, anh mau xem đi, đây cũng không phải chuyện nhỏ đâu. Sao cô lại ngu như thế cơ chứ? Tôi nói cho cô biết, nếu thật sự không có chuyện gì, tôi trừ tiền thưởng tháng này của cô có tin không? Chẳng phải chỉ là một hóa đơn thôi sao? Mặc dù số tiền cao một chút, nhưng cũng không đến mức làm phiền tôi. Giám đốc, đây là hóa đơn của chủ doanh nghiệp, của biệt thự số 1. Cô nói cái gì? Chủ doanh nghiệp biệt thự số 1, tới chỗ chúng ta dùng bữa sao? Tiểu Kiều à, lần này cô lập công lớn rồi. Dựa vào hóa đơn này, tôi sẽ lập tức cho cô lên làm tổ trưởng. Mau dẫn tôi đi gặp ngài ấy, tôi sẽ đích thân tiếp đãi. Đi. Cút ra cho ông. Lão Chu, sao cậu ấy lại ở đây? Lão Chu, sao cậu ấy lại ở đây? Hoàng Thủ Đào, anh dựa vào đâu mà đánh tôi? Chi phí thấp nhất của khách sạn Thiên Đô đều phải 200.000 tệ trở lên. Mày một năm kiếm được nhiều tiền như vậy không? Chân của một thằng khố rách áo ôm như mày mà cũng dám bước vào nơi này. Là Bạch Linh mời tôi tới. Nữ thần giống như Bạch Linh sẽ mời mày sao? Nằm mơ giữa ban ngày cái gì vậy? Các vị khách quý tôn kính, phòng VIP chí tôn số 1 khách sạn Thiên Đô chào đón khách hàng cao quý đầu tiên của nó. Vì để bày tỏ chúc mừng, các món ăn hôm nay được giảm 20%. Phòng VIP chí tôn số 1 ư? Đó chẳng phải là chỗ đặc biệt mà khách sạn Thiên Đô mở ra dành riêng cho chủ doanh nghiệp biệt thự số 1 sao? Nghe nói hôm qua biệt thự số 1 đã bán ra ngoài rồi. Thật hay giả vậy? Cả cái Trịnh Thành này, người có thể móc 300 triệu tệ mua nhà đếm trên đầu ngón tay. Nếu phòng VIP số 1 đã mở rồi, vậy chứng tỏ người mua biệt thự số 1 nhất định đang ở đây. Qua lại thân thiết với đối phương, nhà họ Hoàng chúng ta cũng sẽ lên như diều gặp gió. Mày cút ra cho ông, cản đường của nhân vật tầm cỡ, mày có gánh nổi không? Mày cút ra cho ông, cản đường của nhân vật tầm cỡ, mày có gánh nổi không? Anh Tần, hơn một năm trước, anh bị công ty sa thải, rồi bật vô âm tín. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh rồi, Lão Chu. Hơn một năm không gặp, anh vẫn bộ dạng ngang ngược đó nhỉ? Tần Chấn, mày vẫn còn sống à? Năm đó, chỉ một câu nói của ông đây, đã khiến mày ở Trịnh Thành không tìm được việc làm. Nghe nói mày đi làm nông dân rồi à? Anh Tần, những gì hắn nói là thật sao? Tại sao anh không tới tìm tôi? Không sao, hôm nay có chuyện gì vậy? Hai tên này ghen tị chúng tôi, được Bạch Linh mời tới đây, muốn nhân cơ hội đuổi chúng tôi đi. Bạch Linh ư? Anh Tần, sau khi anh bị sa thải, chị Bạch Linh đã bị bố mẹ đưa ra nước ngoài, hôm nay vừa mới về nước, anh không biết sao? Hôm nay vừa mới về nước, anh không biết sao? Tần Chấn, mày giả vờ giả vì cái gì vậy? Bạch Linh về nước hôm nay là tao đặc biệt tổ chức tiệc hoan nghênh cho cô ấy. Mấy tên khố rách áo ôm như bọn mày đu bám nịnh bợ, thật sự khiến người khác ghê tởm. Đúng vậy, vừa nghe nói tiệc hoan nghênh tổ chức ở khách sạn Thiên Đô, mắt đều sáng lên rồi chứ gì. Lại như bọn mày còn mặt dạn mày dày tới đây ăn trực một bữa, đủ để bốc phét cả đời đấy nhỉ. Ây da, lại nghèo mặt như bọn mày, tao thấy nhiều rồi. Không có tiền là không thể đi gặp đồng nghiệp cũ sao? Là Bạch Linh mời chúng tôi tới mà, tiền là tao trả. Bữa tiệc này là tao tổ chức,
Tao không hoan nghênh bọn mày, cút cho tao. Sao mọi người còn chưa vào? Bạch Linh, các đồng nghiệp đều tới rồi, chỉ thiếu em thôi. Tần Chấn, tôi còn tưởng anh sẽ không tới. Bạch Linh à, tên tiểu tử nghèo mặt đó, nào xứng để em nhớ đến cơ chứ? Hoàng Thủ Đào tôi có chỗ nào không xứng với em? Hoàng Thủ Đào tôi có chỗ nào không xứng với em? Bạch Linh, Hoàng Thiếu với cô là một tấm chân tình, đã đặc biệt tổ chức tiệc hoan nghênh cho cô ở khách sạn Thiên Đô, mà hai tên tiểu tử này lại trắng tay, chẳng mang theo thứ gì, quà tặng cũng không có. Hoàng Thủ Đào tôi bằng lòng đến đây là để ôn lại chuyện cũ với bạn cũ, không phải vì tới đòi quà. Anh đừng để bụng nhé. Bạch Linh, em muốn món quà gì? Anh có thể tặng cho em, mày có bỏ nổi tiền ra không? Tùy ý chọn một thứ đồ bình thường Bạch Linh dùng, cả đời mày đều mua không nổi. Em muốn có đứa con. Bạch Linh, chị đây là đang bỏ tiền lớn cầu con sao? Lão Chu, số tiền lớn cũng không phải không thể. Bạch Linh, tôi mới là chồng sắp cưới của em, tôi chưa đồng ý. Chuyện hôn sự sẽ không tính. Tần Chấn, khách sạn Thiên Đô chỉ mở rộng cửa cho chủ hoa viên Thiên Đô. Tao không mời mày tới, mày không có tư cách xuất hiện ở đây. Ra ngoài cho tao. Tao không mời mày đến, mày không có tư cách xuất hiện ở đây. Ra ngoài cho tao. Hoàng Thủ Đào, Tần Chấn là khách mà tôi mời đến, anh không có quyền đuổi anh ấy đi. Bạch Linh, hôm nay tôi có thể tổ chức tiệc hoan nghênh cho em ở khách sạn Thiên Đô. Tên tiểu tử này, hắn có thể không? Hôm nay tôi sẽ cho em biết được, tên tiểu tử này không xứng với em. Người có thể đặt trước phòng VIP khách sạn Thiên Đô, đó là biểu tượng của thân phận và sự giàu có, hai yếu tố đều không thể thiếu. Cô Bạch Linh, người trẻ tuổi xuất chúng như Hoàng Thiếu, sao có thể là loại mà nhãi nhép có thể sánh bằng được? Cô đừng có hồ đồ nhé. Bạch Linh, hôm qua bố em đã cầu xin tôi, bảo tôi giúp ông ấy đặt trước phòng VIP của khách sạn Thiên Đô đến bữa tiệc mời khách. Hôm nay có thể làm thành hay không thì phải trông chờ vào em rồi. Anh, chuyện của Bạch Linh không phiền Hoàng Thiếu cậu phải bận tâm, tôi tới giải quyết thay cô ấy. Ha ha ha, ha ha. Tần Chấn, không phải mày muốn giúp Bạch Linh đặt trước phòng VIP khách sạn Thiên Đô đó chứ? Chi tiêu thấp nhất ở đây cũng phải 200.000 tệ trở lên, mày căn bản không chi trả nổi. Huống hồ khách sạn Thiên Đô, chỉ có chủ doanh nghiệp Hoa Viên Thiên Đô mới có tư cách đặt trước. Cả cái Trịnh Thành này, người có thể mua được Hoa Viên Thiên Đô cực kỳ ít ỏi. Mày căn bản chẳng hiểu gì hết, cũng dám bốc phét. Tần Chấn, mày đúng là càng lúc càng nực cười, mày làm tao cười xỉu mất. Ha 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 ha. Bạch Linh, em tin lời hắn nói ư? Tôi tin. Bạch Linh, có phải hắn nói cái gì em cũng tin không? Hắn nói hắn biết bay em cũng tin à? Tôi tin. Tần Chấn, mày không phải muốn giúp Bạch Linh sao? Tao lại muốn xem mày lấy cái gì ra để giúp. Chủ doanh nghiệp biệt thự số 1 Tôn Quý, chào ngài, tôi là giám đốc khách sạn Thiên Đô, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Tôn. Tôi là giám đốc khách sạn Thiên Đô, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Tôn. Vô cùng cảm ơn ngài đã nể mặt có thể tới khách sạn của chúng tôi. Sự có mặt của ngài khiến khách sạn của chúng tôi vô cùng vinh dự. Sao ngài lại có thể đứng bên trong đại sảnh vậy được? Mời, tôi đưa ngài tới phòng VIP Chí Tôn số 1. Mời, cái này không thể nào. Phòng VIP Chí Tôn số 1, chủ doanh nghiệp biệt thự Thiên Đô, sao có thể là tên này? Chắc chắn là các anh nhầm rồi. Hoàng Thiếu là chủ doanh nghiệp biệt thự số 9. Đắc tội với Hoàng Thiếu, các anh gánh không nổi đâu. Giám đốc Tôn, bây giờ tôi mời anh ngay lập tức dọn sạch tên tạp vụ này ra ngoài cho tôi, như thế tôi còn có thể giữ chút thể diện cho anh. Được. Tần Chấn, đây không phải nơi mày nên tới. Dù mày có hao tâm tốn sức để đi vào, cũng chỉ có thể có một kết cục bị đuổi ra ngoài mà thôi. Hoàng Thủ Đào, anh đừng quá đáng quá. Bạch Linh, tối nay em phải ở lại. Bố em đã đồng ý với tôi rồi, chỉ cần tôi giúp em đặt trước phòng VIP khách sạn Thiên Đô, ngày mai ông ấy sẽ gả em cho tôi. Qua đêm nay, em chính là người của tôi rồi, còn không mau qua đây cho tôi. À, giám đốc Tôn, còn không mau ra tay đi. Này này này, giám đốc Tôn, anh đang làm cái quái gì vậy? Tôi là chủ doanh nghiệp biệt thự số 9 đó. Giám đốc Tôn, Tần tiên sinh,
Mời di chuyển cùng tôi, đến phòng VIP Chí Tôn số 1. Không thể nào, hắn ta không thể nào là chủ doanh nghiệp biệt thự số 1 được. Không thể nào. Mời, Tần Chấn. Lẽ nào anh không nhớ em sao? Lần này em về nước là để đến tìm anh. Anh kết hôn rồi. Em biết. Anh ly hôn rồi. Nếu một năm trước em tỏ tình với anh, người mà anh thích có phải em rồi không? Anh có nỡ để em ra nước ngoài không? Vì sao Tô Thiến Tuyết có thể, em lại không thể? Bạch Linh, em thua kém điểm nào? Em không quan tâm anh có thân phận gì, không để bụng anh có việc làm hay không, có tiền hay chưa. Anh có thể cho em một cơ hội không? Anh để lại phòng VIP Chí Tôn số 1 cho em. Như vậy thì bố em sẽ không làm khó em nữa. Đóng gói đồ cho tôi. Tôi không ăn ở đây nữa. Vâng. Tần Chấn, không làm được tình đầu của anh. Bỏ lỡ lần kết hôn đầu của anh, lần này em sẽ không từ bỏ đâu. Con của anh phải do em sinh. Tiên sinh, tiên sinh. Bạn của ngài đã đi rồi. Anh Tần, tôi phát tài rồi. Này, đèn đường chỗ các anh bị làm sao thế? Sao tôi đi đến đâu sáng đến đó vậy? À, cái này ấy à? Là bất động sản Thiên Đô chúng tôi thiết kế riêng cho ngài. Hệ thống nhận diện gương mặt, sau này chỉ cần buổi tối ngài xuất hiện ở trong vòng bán kính 500m hoa viên Thiên Đô, hệ thống sẽ tự động phát hiện, đèn dành riêng sẽ mở ra cho ngài. Ha ha, ngài xem màu sắc này, nếu ngài không thích, bên chúng tôi còn có đèn xanh lam, đèn đỏ, đèn xanh lục. Bên chúng tôi đây còn có đèn xanh lam, đèn đỏ, đèn xanh lục. Được. Rất thích, cảm ơn. Tiêu rồi, lát nữa nếu Tần Chấn vạch trần mình thì làm sao đây? Ai ra, mình không nên nói, anh ta là bạn trai mình. Ngài thích là được, tôi là giám đốc bất động sản Thiên Đô, gọi tôi là Tiểu Lý là được. Bất động sản Thiên Đô chúng tôi chính là người phục vụ riêng cho ngài. Sống tại bất động sản Thiên Đô, đảm bảo khiến ngài hài lòng. Này ngài xem, tôi đã chuẩn bị quản lý nữ xinh đẹp 24 giờ dành riêng cho ngài, giúp ngài dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo, quét dọn, sưởi ấm. Tóm lại ngài xem 10 người có đủ không? Nếu không đủ thì ngài xem, tôi có thể tăng lên 24 người, luân phiên hàng ngày, bảo đảm cho ngài có cảm giác tươi mới mỗi giờ đồng hồ. Ha ha, các anh. Chúng tôi có thể cung cấp phục vụ giao đồ ăn hàng ngày cho ngài, ngài thích ăn món Trung, món Tây hay là món Nhật? Và cả món Ý nữa. Tôi. Không đúng, Tần Chấn chắc chắn là thích mình. Nếu không vì sao anh ta vừa ly hôn đã tới chỗ mình làm việc, mua nhà chứ? Anh ta chắc chắn muốn theo đuổi mình, nhưng ngại mối quan hệ với Thiến Tuyết nên ngại mở miệng. Anh nuôi thú cưng không? Bất động sản chúng tôi còn có thể cung cấp cho thú cưng của ngài đồ ăn thể rắn, đồ ăn nửa rắn và đồ ăn thể nước. Tôi không có. Ngài có con không? Bất động sản chúng tôi còn có thể đưa con, đón con, nuôi con, dỗ trẻ con cho ngài. Ngoại trừ không thể sinh con thì bất cứ dịch vụ nào cũng có. Đương nhiên nếu ngài muốn sinh, chúng tôi cũng có thể. Cái đó, tôi, ngài cần cái gì, ngài chỉ việc nói ra, chúng tôi nhất định sẽ làm được. Tôi cần anh ngậm miệng lại. Vâng. Mời. Này cái đó, anh còn có việc gì à? Vẫn là Tiếu Tiêu mình có sức quyến rũ, Thiến Tuyết còn kém xa. Bạn trai đáng mơ ước như vậy mà cũng không cần, thế thì mình cũng cố mà, nhận lấy vậy. Ha ha ha. Mình muốn gả vào hào môn rồi, sau này mình muốn mua cái gì thì mua. Cuộc sống phu nhân giàu sang, đợi mình sinh cho Tần Chấn một thằng cu mập mạp. Vậy tiền của anh ta không phải đều là của mình ư? Nếu như ngài có nhu cầu, tôi cũng có thể sắp xếp bạn gái ngài ở bên cạnh làm việc bên mình, hay là muốn cô ấy vào làm việc ở doanh nghiệp lớn, chỉ cần ở Trịnh Thành, ngài có thể chọn bất kỳ tập đoàn nào. Bạn gái tôi sao? À, thật ư giám đốc? Tôi muốn đi đâu làm việc cũng có thể ư? Đương nhiên rồi, cô là bạn gái của Tần tiên sinh, công ty bất động sản chúng tôi nhất định sẽ cúc cung tận tụy vì cô. Sao cô lại ở đây? À, Tần Chấn, không cần nói nữa, tôi hiểu. Anh đặc biệt nghe ngóng tôi làm việc ở đây, mới bỏ ra 300 triệu để mua căn biệt thự này. Chỉ cần anh đồng ý chuyển biệt thự này sang tên cho tôi,
tôi sẽ đồng ý ở bên anh. Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không qua lại với người đàn ông khác nữa. Chỉ cần mỗi tháng anh cho tôi 1 triệu tệ, à không, 2 triệu tệ tiền tiêu vặt. Sau này tôi sẽ chỉ yêu một mình anh thôi. Từ nay trở đi, tôi sẽ thuộc về anh rồi. Thế nào hả, có cô bạn gái như tôi đây. Anh có phúc đấy. Tôi căn bản không quen cô ta. Sau này đừng có để cô ta lảng vảng gần khu biệt thự của tôi nữa. Đồ thần kinh. À không phải, giá cả thương lượng được mà. Cô dám lừa tôi. Cô bị sa thải. Không đúng, anh ta không nên đối xử với tôi như vậy. Tôi nên là phu nhân quý phái mới đúng. Tôi nên gả vào nhà hào môn, anh ta nên đưa tiền cho tôi mới phải chứ. Đồ thần kinh, phì. Vậy cơ hội gả vào hào môn của mình tiêu tan rồi. Chủ tịch, bữa tiệc hôm qua bị Tào Đức Thắng phá hỏng, cho nên các đối tác hợp tác dự án có liên quan đến Hoan Lạc Cốc đều chưa công bố, tôi sẽ công bố vào lúc khác. Với cả, Tào Đức Thắng đã bị tống vào tù, tập đoàn Đế Hào cũng đã đưa thông tin có liên quan đến chức vị chủ tịch Tào Đức Thắng bị bãi miễn rồi. Tập đoàn Đế Hào cũng đã đưa thông tin có liên quan đến chức vị chủ tịch Tào Đức Thắng bị bãi miễn rồi. Chức vị chủ tịch tập đoàn Đế Hào tạm thời do cô đảm nhận đi. Vâng. Alo, bố, Tần Phi à, hôm nay là sinh nhật con, nhớ phải ăn bánh kem đó. Vâng, con biết rồi. Thư ký Sở, đi cùng tôi đến chỗ này đi. Vâng. Cao Dương, hôm nay em cho anh một cơ hội, chỉ cần anh mua chiếc túi sách mới nhất này cho em, em sẽ nhận lời làm bạn gái anh. Đình Đình, cái túi này hơn 80.000 tệ lận. Xin anh đấy, anh là thiếu gia của Cao gia đó. Một cái túi 80.000 thôi, anh cũng không mua nổi. Hai người bọn họ sao lại ở cùng nhau? Một cái túi 80.000 mà thôi, anh cũng không mua nổi. Hai người bọn họ sao lại ở cùng nhau? Cao gia đã phá sản hôm qua, có điều Cao gia dường như đang mưu đồ cái gì đó để che đậy thông tin. Chẳng trách, chẳng trách người từng là Cao thiếu gia bây giờ lại mua cái túi cũng phải do dự. Hay là nói anh căn bản không yêu em, những lời tình tứ trước kia đều là lừa em chứ gì. Tần Chấn, đừng tưởng anh từ chối tôi rồi, Lâm Ngọc Đình tôi không ai cần nữa. Vị này chính là thiếu gia của tập đoàn Cao Thị. Đợi tôi gả qua đó rồi, tôi chính là thiếu phu nhân của tập đoàn Cao Thị rồi. So với hạng người bám váy đàn bà như anh, mạnh hơn nhiều. Cái này không thể không nói, Tần thiếu gia, mắt nhìn phụ nữ của anh và Cao thiếu thật là giống nhau. Lâm Ngọc Đình, tôi tốt bụng nhắc nhở cô, nếu cô đi cùng hắn, đừng nói là gả vào nhà hào môn, có thể còn phải gánh nợ nần đầy mình đấy. Tần Chấn, anh bị người ta tố cáo mạo danh chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đế Hào. Nếu không phải vì Tào tổng vừa vặn bị bắt đi vì tội trốn thuế, anh tưởng anh có thể bước ra khỏi tù ư? Tôi khuyên anh tốt nhất đừng nói nhiều, nếu không thì tôi sẽ khiến anh không thể sống được ở Trịnh Thành này. Đình Đình, không phải chỉ là cái túi thôi sao? Chỉ cần em thích, 10 cái anh cũng mua. Đi, chúng ta đi thanh toán, không dây dưa với loại người này nữa. Tần Chấn, một tên đàn ông ăn bám như anh cũng chẳng có cơ hội đứng cùng với tôi. Anh có gì mà đắc ý chứ? Cô cũng là đang dựa vào đàn ông, anh vẫn không biết sao? Nhà chúng tôi sắp giải tỏa rồi. Đợi thanh toán phí đền bù giải tỏa, dù thế nào cũng phải có 30 triệu chứ. Cao gia cũng sắp lên sàn chứng khoán rồi, đợi tôi lấy được khoản tiền này, đầu tư vào Cao gia, tôi sẽ chính là hào môn rồi. Đương nhiên không giống anh rồi. Cao gia không phải là phá sản rồi sao? Anh nói cái gì? Đình Đình, em còn nghe loại người này ăn nói linh tinh ở đây. Em còn nghe cái loại này ăn nói bậy bạ ở đây. À em biết rồi, hắn ta là ghen tị, có điều ghen tị cũng vô ích so với anh.
Người đàn ông giống như Cao thiếu gia thế này mới xứng với em hơn. Đình Đình, cầm túi đi tới đó đợi anh. Ừm. Tần Chấn, tao không biết mày lấy cái tin vịt đó ở đâu ra, nhưng nếu mày dám ăn nói bậy bạ, làm tổn hại danh tiếng của nhà họ Cao tao, tao sẽ khiến mày không gánh nổi đâu. Còn nữa, tao khuyên mày đừng ở chỗ Thiến Tuyết nói này nói nọ về tao. Anh phí lời với hắn làm gì, mau tới thanh toán đi, tới liền. Lâm Ngọc Đình sống ở vùng ngoại ô phía Tây, vừa hay là nơi giải phóng mặt bằng mà buổi sáng anh khoanh vùng. Hèn chi, xem ra nhà họ Cao này định trước khi tin phá sản bị phát tán ra ngoài cũng một số tiền rồi bỏ trốn. Cô đoán xem bước tiếp theo của hắn sẽ là ai. Cô đoán xem bước tiếp theo của hắn sẽ là ai. Tô Thiến Tuyết. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì? À, hôm nay tới đây là để chọn một món quà sinh nhật cho cô. Anh tới đây là để chọn quà sinh nhật cho tôi sao? Ừm. Tiên sinh, tiểu thư, mời đi bên này. Lăng Phi. Mặc dù Lâm Ngọc Đình là một con đàn bà ngu xuẩn, nhưng tôi không muốn đem tiền cho không Cao Dương để hắn được hơi. Tôi hiểu rồi, tôi cảm thấy xung quanh Hoan Lạc Cốc giữ lại một tiểu khu cũ cũng có ý nghĩa hoài niệm. Bà già chết tiệt, đừng có cản đường. Đường rộng như vậy, chúng tôi cũng không có chặn cô. Mẹ không sao chứ, một bà già mãi không chết, một thằng tàn phế. Vừa nhìn là biết các người sống ở tiểu khu rách nát ở phía đông phải không? Vừa nhìn là biết các người sống ở tiểu khu rách nát ở phía đông phải không? Tôi đây cũng là người sống ở khu dân cư Tân Nguyệt phía tây. Có điều đúng là các người có số nghèo mạt, ngay cả giải phóng mặt bằng cũng không đến lượt các người. Tôi sắp là người của xã hội thượng lưu rồi, cho nên tôi khuyên các người sau này bớt đi qua bên này, lỡ đâu đem cái mùi nghèo khổ của các người tới cho tôi, ảnh hưởng tôi gả vào nhà giàu, các người có gánh nổi không? Cô, đừng nổi nóng mà mẹ, đừng tức hại sức khỏe, tức chết chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy nhà các người sẽ bớt đi một miệng ăn. Cô, cô là đồ khốn nạn, cậu dám mắng tôi à? Được, đợi nhà tôi giải phóng mặt bằng, tôi sẽ khiến các người không sống ở đây được nữa. Còn không mau cút, Lâm Ngọc Đình. Chủ nhiệm Vương, nhà chúng tôi khi nào giải phóng mặt bằng vậy? Tôi sắp không đợi được nữa rồi. Lâm Ngọc Đình, tôi nói cho cô biết, tiểu khu mà cô đang ở không giải phóng mặt bằng nữa. Tiểu khu mà cô đang ở không giải phóng mặt bằng nữa. Hả? Tại sao chứ? Tại sao ư? Vậy phải hỏi cô, đã đắc tội với ai? Chủ tịch Tần của tập đoàn Đế Hào đích thân chỉ đích danh cô. Tiểu khu mà Lâm Ngọc Đình cô đang ở không được giải phóng mặt bằng. Tập đoàn Đế Hào chuẩn bị đem địa điểm giải phóng mặt bằng chuyển về phía đông một chút, vừa hay là tiểu khu mà hai mẹ con bà đang ở. Chúng ta được giải phóng mặt bằng rồi sao? Ây da, bệnh của con và bố con được cứu rồi. Mẹ, đội giải phóng mặt bằng sắp tới rồi, hai người còn không mau về chuẩn bị. Cảm ơn chủ nhiệm. Chủ nhiệm Vương, khi nãy ông nói chủ tịch của tập đoàn Đế Hào có họ là gì vậy? Họ Tần. Tần là anh ta, nhất định là anh ta. Tần thiếu gia. Tần Chấn, Tần Chấn, Tần Chấn. Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Anh cho em một cơ hội, có được không? Anh để em làm bạn gái của anh đi, em có thể sinh con cho anh, thật đấy. Ây da, thật ngại quá, tôi không thiếu bạn gái. Hả, không thiếu bạn gái sao? Vậy anh thiếu gì? Em cái gì cũng làm được cho anh, em thích con người anh, chứ không phải thân phận gì cả, cho nên không có thân phận cũng được, em có thể giúp anh làm ấm giường. Tôi không thiếu phụ nữ, trái lại thì thiếu một bảo mẫu. Này, này này, Tần Chấn, Tần Chấn, Tần Chấn. Bảo mẫu cũng được luôn, chỉ cần đãi ngộ thích hợp
Em làm gì cũng được hết. Anh đợi đã, anh đợi em với. Tần Chấn, hôm nay là đại thọ 80 của ông nội. Tôi vẫn chưa nói với ông về chuyện chúng ta ly hôn. Anh cùng tôi diễn một vở kịch, đừng để lộ tẩy. Buổi tối anh cứ nói với ông nội, anh phải đi công tác nửa năm. Trong nửa năm tôi sẽ nói với ông chuyện chúng ta ly hôn. Sắp đặt hay quá nhỉ. Hôm nay tôi tới cục cảnh sát hỏi thăm một chút, mới biết anh đã được thả. Cho nên cô rất thất vọng vì tôi được thả à. Tôi cảnh cáo anh, đừng làm những chuyện gian lận lừa lọc nữa. Tôi cũng không muốn có một người chồng cũ từng ngồi tù đâu. Vào trong đi. Chị à, chị ăn no rừng mỡ, dẫn hắn tới đây làm gì vậy? Chị quên chuyện hắn tống em vào tù rồi sao? Chị quên chuyện hắn tống em vào tù rồi sao? Đúng vậy. Đại thọ 80 của ông nội con, mà con dẫn thằng phế vật này tới làm gì vậy? Thấy chưa đủ suối quẩy à? Mẹ à, mẹ quên chuyện con nói với mẹ rồi sao? Hôm nay nếu như ông nội không vui, chúng ta đừng hòng lấy được một đồng bạc nào. Tiểu tử, ăn xong thì mau chóng cút đi cho tôi. Đừng hòng ở lì trong nhà tôi. Tôi là vì ông nội nên hôm nay mới tới. Đó là ông nội tôi. Thứ khốn nạn, sao lại ăn nói kiểu đó với anh rể ông nội? Tên phế vật này có thể làm chị cháu. Thằng nhóc này, đã lâu lắm rồi cháu không tới thăm ông già này đấy. Sao thế? Chê ông già này à? Nào có, ông xem, cháu còn mang quà tới cho ông này. Ừm, tốt tốt. Hắn thì mang được thứ gì ngon cơ chứ? Vừa nhìn là biết là hàng chợ rồi. Khốn nạn, khốn nạn. Ông nội, ông nội đừng nổi giận. Những thứ vô dụng này, lát nữa hãng xem. Thiến Tuyết à, hôm nay ông nội đại thọ 80, sao cô không gọi tôi? Xa cách với tôi quá rồi đấy. Ây dô, Cao thiếu gia, ngài tới rồi à? Nào nào nào, ngồi đây chỉ đợi ngài thôi đấy. Sao mày cũng ở đây? Cậu ấy là cháu rể của ta, cậu ấy ở đây là đương nhiên rồi. Lão gia, đây là quà mừng thọ cháu chuẩn bị cho ông. Cao thiếu gia đúng là một người có lòng. Cao thiếu gia cũng là một người bận rộn thật đấy. Sáng đi cùng một em, tối lại đi tới nhà em khác. Tần Chấn, mày tưởng mày nói những lời này thì Thiến Tuyết sẽ tin mày sao? Tần Chấn, anh đừng nói linh tinh, ở đây anh không có tư cách lên tiếng. Anh không có tư cách lên tiếng ở đây. Này Cao thiếu gia, lần trước anh nói cái dự án có thể phát tài đó, nhà họ Cao chúng tôi và tập đoàn Đế Hào đã tác thành chiến lược hợp tác, sắp đưa ra thị trường rồi. Tôi đây đã thuyết phục bố tôi, nhà họ Tô các cậu có thể đầu tư vào. Tôi là nể tình, có quan hệ tốt với Thiến Tuyết. Nếu không loại chuyện tốt này, nào đến lượt các cậu. Ây da, đây cũng là một chuyện quá tốt. Vậy có nghĩa là nhà chúng tôi sắp một bước lên trời rồi. Cao thiếu gia đúng là giỏi giang hơn một vài người. Kết hôn với Thiến Tuyết nhiều năm như vậy, không những không phụ giúp được gì, mà ngược lại còn kéo chân sau. Không giống Cao thiếu gia mang tiền đến cho nhà họ Tô chúng tôi. Thiến Tuyết à, còn không mau cảm ơn Cao thiếu gia. Đây là lừa tiền hay là mang tiền đến, còn chưa chắc đâu. Tần Chấn, mày bớt ở đây ăn nói linh tinh đi. Nếu mày còn vu khống tao, mày có tin tao đi kiện mày không? Nhà họ Tô các người, nếu đã không muốn thì thôi vậy, tôi thì sao cũng được. Dù sao đợi nhà họ Cao tôi đưa ra thị trường, các người đừng hối hận. Các người đừng có hối hận. Ây da, Cao thiếu gia, anh nghe hắn làm gì? Nào nào, ngồi đi. Tần Chấn, tôi đã cảnh cáo anh, đừng có nói linh tinh nữa rồi. Nếu anh còn nói linh tinh thì cút ra ngoài đi. Ta xem ai dám bảo cậu Tần đi. Cao thiếu gia, cậu đồng ý cho chúng tôi đầu tư vào tập đoàn Cao thị sao? Cũng là nhờ tôi và Thiến Tuyết có quan hệ tốt, cho nên mới đồng ý dẫn các người cùng nhau phát tài. Vậy thì thật sự tốt quá rồi. Nếu anh là anh rể của tôi thì tốt rồi. Câm cái mồm thối của mày lại.
Nếu các người đã muốn đầu tư, vậy thì lấy tiền đi. Có điều tôi nói trước với các người không được đầu tư quá nhiều. Cầm 350 triệu tệ là được rồi. 350 triệu tệ sao? Đó cũng là toàn bộ tài sản của công ty tôi rồi. Nếu công ty xảy ra bất trắc, vậy thì số tiền vốn đó sẽ đi đứt. Ây da chị à, công ty đó của chị nào so được với nhà họ Cao? Nhà họ Cao sắp lên sàn giao dịch rồi. Công ty đó của chị nào so được với nhà họ Cao? Nhà họ Cao sắp lên sàn giao dịch rồi. Thiến Tuyết, mau lấy tiền ra đi. Thiến Tuyết, cô hãy tin tôi, hắn đang lừa cô ấy. Thiến Tuyết, con không tin Cao thiếu gia, lẽ nào con tin cái thằng phế vật này à? Tô Thiến Tuyết, cho dù là bị lừa, cô cũng không hối hận sao? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh là một kẻ vô tích sự, nếu như lần này tôi thành công, vậy thì tập đoàn Cẩm Thịnh sẽ có thể vào được giới thượng lưu, những chuyện này anh hiểu không? Nhưng nếu như cô thất bại, mọi chuyện cô từng trải qua sẽ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Cô tự cân nhắc kỹ càng đi. Thiến Tuyết, nếu cô vẫn chưa cân nhắc kỹ càng, vậy thì cứ suy nghĩ cẩn thận. Tôi thì không sao, nhưng bên phía bố tôi, qua hôm nay thì cũng chưa chắc. Nhưng bên phía bố tôi, qua hôm nay thì cũng chưa chắc. Ây da, chị à, chị đang nghĩ cái gì vậy? Anh là tên chết tiệt. Cho dù chúng tôi bị lừa, chúng tôi cũng cam tâm tình nguyện. Anh bớt quản chuyện nhà chúng tôi đi. Tôi thấy cậu là sợ nhà chúng tôi giàu, ghen tị với chúng tôi. Thiến Tuyết, mau cho Cao thiếu gia một lời quyết định đi. Đưa tiền cho cậu ấy đi. Xin lỗi Cao thiếu gia, không phải tôi không tin tưởng anh, chỉ là số tiền này quả thực không phải con số nhỏ. Tôi đã quyết định đầu tư rồi. Thiến Tuyết, cô cân nhắc kỹ càng là tốt. Dù gì với quan hệ của hai chúng ta, sao tôi có thể lừa cô được chứ? Đúng không nào? Nhóc Tần, chuyện này cháu biết được bao nhiêu? Lão già ta không tin một ai cả, nhưng cháu nói thì ta tin. Tô Thiến Tuyết, tin tức nhà họ Cao lên sàn giao dịch, cô chắc chứ? Còn nữa, sự hợp tác của nhà họ Cao với tập đoàn Đế Hào, tại sao bên ngoài không có một chút tin tức gì? Cô tùy tiện đưa tiền cho Cao Dương như vậy, rốt cuộc cô có dùng não để làm ăn kinh doanh không vậy? Rốt cuộc cô có dùng não để làm ăn kinh doanh không vậy? Thiến Tuyết, lẽ nào cô tin tên phế vật này sao? Tôi có thể lừa cô được sao? Chỉ cần cô đầu tư, tôi có thể giúp cô lấy được hợp tác với tập đoàn Đế Hào. Bây giờ tôi cũng là nể mặt ông nội nên mới nhắc nhở cô. Ngày hôm qua nhà họ Cao đã phá sản rồi, còn về sự hợp tác của tập đoàn Đế Hào và nhà họ Cao mà hắn nói khi nãy, đó căn bản là chuyện vô căn cứ. Tần Chấn, tên phế vật mày chõ mõm cái gì vậy? Đi đi, cút khỏi nhà ta. Đây là nhà của lão già ta, không thể để cậu ở đây ức hiếp cháu rể của ta. Ông lớn tuổi rồi, già rồi, ông còn có thể làm gia chủ được mấy năm nữa? Ông đừng khiến nhà họ Tô bị hủy hoại trong tay lão già như ông. Cao Dương, tôi chính là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đế Hào. Còn về chuyện nhà họ Cao các anh hôm qua bị phá sản, đó là chuyện một tay tôi làm. Tô Thiến Tuyết, cô và tập đoàn Đế Hào hợp tác, lập tức sẽ nhận được tin tức. Tần Chấn, mày tưởng mày nói những lời này sẽ có người tin sao? Sẽ có người tin sao? Cậu là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đế Hào sao? Bà nội, hắn là một tên lừa đảo, bà đừng bị lời nói dối của hắn lừa. Đúng vậy, nếu cậu ta là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đế Hào thì tôi chính là quan tâm Bồ Tát. Thiến Tuyết, lấy lại tiền trước đã. Bà nội, bà làm sao vậy? Tần Chấn, nhiều năm như vậy là nhà họ Tô chúng tôi có lỗi với cậu. Bà nội, mẹ à, mẹ điên rồi à. Nhà họ Tô cũng xem như vẫn còn một người hiểu biết. Cao thiếu gia, nhà họ Tô chúng tôi nhỏ bé, sợ là không dung nạp được cậu. Mời cậu cứ tự nhiên.
May mà có con ngu Lâm Ngọc Đình đó, lấy được 30 triệu tệ của cô ta, đủ để mình ra nước ngoài sống rồi. Lấy được 30 triệu tệ của cô ta, đủ để mình ra nước ngoài sống rồi. Được. Nhà họ Tô các người đúng là không biết điều, đợi nhà họ Cao chúng tôi lên sàn giao dịch, các người cứ chờ mà hối hận đi. Này Cao thiếu gia, quên nói cho anh biết Cao thiếu gia, nhà của Lâm Ngọc Đình không giải phóng mặt bằng nữa. Mày nói cái gì? Anh có thể đích thân đi hỏi cô ta. Bà nội, bà già lẩm cẩm rồi, hại nhà chúng ta lãng phí một cơ hội kiếm tiền rồi. Ây da, mẹ, mẹ đang muốn làm cái gì vậy? Alo, cái gì? Phương án hợp tác của tôi được thông qua rồi sao? Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Vậy ngày mai tôi sẽ tới tập đoàn Đế Hào ký hợp đồng. Ừm. Tôi và tập đoàn Đế Hào hợp tác thành công rồi. Tần Chấn, hôm nay cậu nghỉ ngơi ở nhà này đi. Thiến Tuyết nào, đi theo bà nội một lát. Ông nội, ông đã lớn tuổi như vậy rồi, sau này phải chú ý, tuyệt đối không được tức giận như vậy nữa. Cháu rể, lão già ta tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng mắt ta vẫn chưa mở đâu. Thật ra, ta đã nhìn ra từ lâu rồi. Cháu và Thiến Tuyết, hai người các cháu đã ly hôn rồi đúng không? Cháu và Thiến Tuyết, hai người các cháu đã ly hôn rồi đúng không? Là nhà họ Tô chúng ta có lỗi với cháu, những năm qua để cháu chịu thiệt thòi rồi. Ta biết cháu không phải người thường. Năm đó ta bảo cháu cưới Thiến Tuyết, đó là ta tạ ơn báo đáp. Nếu đã ly hôn rồi vậy thì cứ ly hôn đi, không nên miễn cưỡng. Lão gia, ơn cứu mạng năm đó của ông cả đời cháu cũng sẽ không quên. Cháu rể, cháu không cần lo cho ta, có thời gian cháu về đây thăm ta là được rồi. Đi đi, làm chuyện của bản thân cháu đi. Tần thiếu gia, Tần phu nhân nói bảo tôi và anh cùng quay lại kinh thành, chừng nào? Tần phu nhân đã đặt máy bay vào sáng sớm ngày mai cho anh. Tôi biết rồi. Tần Chấn, chúng ta đã rất lâu rồi không ở bên cạnh nhau. Chúng ta đã ly hôn rồi. Em hối hận rồi. Chúng ta bình yên sống bên nhau, tái hôn có được không? Tại sao? Vì tôi là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đế Hào. Hay là bà nội cô nhận ra cái này? Tô Thiến Tuyết, tôi đã từng cho cô cơ hội, bây giờ đều đã qua rồi. Tôi đi trước đây, cô cố gắng nghỉ ngơi đi. Chủ tịch, tôi tới đón anh. Ngài thật sự là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đế Hào sao? Ây da anh rể, chẳng phải bà nội nói tối nay anh ở lại đây sao? Đúng vậy, người một nhà mà còn đi cái gì chứ? Đi thôi. Con gái, con mau đuổi theo đi. Đừng để con hồ ly tinh đó dụ chồng con đi mất. Ây da chị à, chị mau đuổi theo anh rể đi. Chúng con đã ly hôn rồi, còn có tư cách gì mà cản anh ta cơ chứ? Hành khách tới kinh thành xin chú ý, chuyến bay H99 của hành khách bây giờ bắt đầu khởi hành. Xin quý khách chú ý tư trang mang theo, xuất trình vé máy bay chuẩn bị lên máy bay. Tần thiếu gia nên đi rồi. Ừm. Tần thiếu gia nên đi rồi. Ừm. Tần Chấn, ông nội bị bệnh rồi, bây giờ đang ở bệnh viện. Mau về đi. Gửi vị trí bệnh viện cho tôi. Lăng Phi, tôi phải quay lại một chuyến cái đã. Tần Chấn, anh tới rồi à? Ông nội thế nào rồi?
tối qua từ sau khi anh đi. Hôm nay ông đã luôn ho không ngừng, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói tình hình rất không tốt. Bảo chúng tôi chuẩn bị hậu sự, cho nên em mới gọi điện cho anh, khi nãy em nghe thấy. Anh ở sân bay sao? Ừm. Tôi phải đi kinh thành, đừng đi có được không? Em cần anh. Và cả ông nội. Tần Chấn, tôi đợi anh ở kinh thành. Ừm. Anh phải đi rồi sao? Ừm. Tôi sẽ đưa ông nội cùng tới kinh thành chữa trị, có khả năng tình hình sẽ có chuyển biến tốt. Vậy còn em thì sao? Tô Thiến Tuyết, chúng ta đã ly hôn rồi. Hơn nữa tôi cũng có sứ mệnh phải đi hoàn thành. Cô không thể đi theo tôi. Mẹ, con trai ngoan, con cuối cùng cũng về rồi. Hôm nay sao công ty không có ai hết vậy? Con trai, mẹ gặp phải chút rắc rối. Mẹ sợ liên lụy đến con, nên mới bảo con quay về. Con ở bên cạnh mẹ, những người đó sẽ không dám động vào con. Con ở bên cạnh mẹ, những người đó sẽ không dám động vào con. Ai vậy mẹ? Cây cao hút gió thôi. Con trai, một người phụ nữ như mẹ, nắm đế quốc thương nghiệp lớn như vậy, thì ai mà chẳng muốn chấm mút chút đỉnh. Mẹ cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, chưa từng biết sợ ai. Nhưng lần này thì khác. Con trai, con nghe cho kỹ đây. Lần này người muốn công ty chúng ta là bá chủ ngầm của kinh thành, Thiên Thần Điện Chủ. Từ hôm nay trở đi, con không được phép rời khỏi tầm mắt của mẹ. Điện Thiên Thần ư, to gan. Mẹ, con đi xử lý bọn họ. Ê, tiểu tử con, mẹ còn không hiểu sao? Giết con gà cũng không dám, mà còn đi đánh nhau cái gì? Con ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ, chẳng lẽ đám người đó còn giết mẹ được hay sao? Ai dám gây rối ở Điện Thiên Thần của ta, bắt lấy hắn cho ta. Chó không biết chủ, giữ ông lại có ích gì? Ngươi là tướng quân Tần Chấn sao? 3 năm không gặp. Các ngươi ngông cuồng quá nhỉ? Có phải quên vua của thế giới ngầm này? Rốt cuộc là ai không? Ngươi. Hôm nay, Điện Thiên Thần đổi chủ. Nói với đám người đó. Ta, Tần Chấn trở lại rồi. Bái kiến Thiên Thần Điện Chủ. Cử người tới tập đoàn Tần Thị một chuyến, nói với mẹ ta. Điện Thiên Thần này là của con trai bà ấy. Rõ.